Mọi người ơi, nếu đã đến xin rồi thì nhớ dành ra một ngày mua vé xe buýt qua Malacca, một thành phố ở Malaysia để du lịch nhé. Tôi không biết mọi người nghĩ sao với đó với tôi á thì thành phố này nó đẹp, bởi vì tôi thích là những cái thành phố cổ, cái kiểu giống như Hội An vậy đó. Cái địa điểm này không có quá to lớn đâu, do đó nếu chúng ta gấp ghép thì chúng ta có thể đi trong nửa ngày, còn thông thả thì một ngày là ok đi hết tất cả các địa điểm. Phố cổ Hội An ở Việt Nam mình thì được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999, còn cái thành phố xinh đẹp này thì được công nhận vào năm 2008 đó. Theo số liệu thì cái lượng khách du lịch đến cái thành phố này mỗi năm mỗi tăng đó. Đây là một thành phố có nhiều sự giao thoa về văn hóa, chẳng hạn đó là sự kết hợp giữa văn hóa phương Tây, văn hóa bản địa và văn hóa Trung Hoa. Đến đây thì tôi nghĩ mọi người nên đi bộ để cảm nhận được sự bình yên yên ả, đầy màu sắc và vẻ cổ kính của cái thành phố này. So với Benan thì cái thành phố này nó nhỏ hơn nhiều Tuy nhiên cũng có nhiều thứ rất là thú vị để mà xem ở đây Cái địa điểm mà thu hút nhiều khách du lịch nhất và nhiều người đến đây nhất Đó là cái quảng trường Hà Lan Và đây là toàn cảnh cái quảng trường đó nè Và cái màu đặc trưng ở đây có lẽ là cái màu gạch tôm hay là màu gạch cua Toàn cảnh cái quảng trường là vậy Nhưng mà trong đây nó sẽ có những cái điểm du lịch khác Cụ thể là chúng ta sẽ đi đến từng cái nơi ở trong đây nha và tôi canh ở cái chỗ mà có ít người thôi Chứ thật ra là nó rất là đông đúc người ta qua lại nha Có một cái đặc trưng thú vị ở đây á, là có mấy chiếc xích lô Nhưng mà mấy chiếc xích lô này nó được trang trí rất là sặc sỡ và đầy màu sắc Nhìn cũng hơi ngộ ngộ, giống như là dành cho mấy đứa con nít vậy á Vừa chạy nó vừa phát nhạc nữa nha, chứ không phải nó chạy không Có đầy đủ thông tin liên lạc được dán trên cái chiếc này luôn nha Ghê chưa? Tính đi thử rồi đó. mà thôi thấy ngại quá Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng tới một cái nhà thờ này nè Đó chính là nhà thờ Christ Cái nhà thờ này được người Hà Lan xây dựng vào thế kỷ thứ 18 Và nó là một trong những cái nhà thờ tinh lành lâu đời nhất ở Malaysia Ở đây chúng ta cũng có thể thấy có nhiều nghệ sĩ đường phố biểu diễn Nếu chúng ta mệt quá thì kiếm cái gốc cây nào đó Ngồi nghỉ, sẵn nghe, rồi sau đó đi tiếp nếu chúng ta muốn ngắm nhìn thành phố dọc theo hai bên bờ sông thì chúng ta có thể tham gia vào cái bao trip này. Thì cái chuyến đi này nó kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ á. Nếu có nhiều thời gian và ngân lượng thì kết hợp giữa đường bộ và đường thủy sẽ có một cái cảm giác trọn vẹn hơn. Nhìn mấy chiếc thuyền nó rẽ sóng còn hai bên là cái thành phố cổ, mấy cái ngôi nhà cổ nhìn rất là hấp dẫn chứ bộ. Tôi nói gì đó chứ tôi đâu có đi đâu, tôi toàn đứng trên bờ giờ người ta thôi. Mà nói thật là chỗ này đẹp thiệt Mình đứng mình nhìn cái đẹp thôi Mình cũng thấy trong lòng mình vui vẻ và thư thái chứ bộ Mắc mớ gì có nhiều chỗ đẹp mà không đi Đi mấy chỗ xấu bị chặt kém Còn mang cục tức đem về nhà nữa Với những ngôi nhà dọc theo bờ sông Thì cái thành phố này thật ra là có rất là nhiều điểm tương đồng Giống như Hội An của chúng ta vậy đó Tất nhiên mỗi cái thành phố nó đều có đặc trưng riêng Và những cái ngôi nhà này nếu nhìn tổng thể Thì nó sẽ không giống như những ngôi nhà có kiến trúc ở Hội An được Bây giờ chúng ta bước xuống để đi dọc theo cái bờ sông này Thì ở đây có rất là nhiều hàng quán Quán nước, nhà hàng nè Nếu chúng ta ngừng lại uống một ly nước Chúng ta có thể nhìn thấy cái phía đối diện có rất là nhiều tòa nhà Đầy màu sắc rất là đẹp Ở đây cũng có nhiều cái bích quả trên tường lắm Tha hồ tạo kiểu chụp hình luôn Khi đi nhớ rủ đứa nào biết chụp hình đẹp đẹp đi chung nha Nếu không thì mình chụp cho nó hết mình Còn nó chụp cho mình là hết hồn luôn á Chỗ này có vẻ là có nhiều người qua lại Đào quẹo vô trong đó coi có cái gì để có thể coi được không à thì ra trong đây có rất nhiều bức họa thì ra là một con đường sống ảo nói là ảo chứ tôi thấy là thật mình đưa lên mạng mình nhận được những cái lời comment và mình nhận được những cái tương tác tương tác đó là từ những con người thật chứ đâu phải từ những con người ảo đâu nhiều khi đi du lịch cái thấy trời nắng quá cái lầm biến không có chịu chụp hình lúc về người ta có hình quá trời còn mình có tấm nào hết ta nói nó tức gì đâu bởi vậy lần sau đi là nhớ nha dù sao cũng phải chụp trên. trái máy mới được con đường chiêu chiêu hồi nãy nó ngắn thôi nhưng mà nó dẫn ra những con đường khác và những con đường khác đa số là như vậy nè nhà cửa hai bên cái lề đường nó hơi nhỏ và có rất là nhiều xe đậu ở trên đường ở đây thật ra là ai có nhà ở trong đây thì cũng hơi bất tiện bởi vì du khách thì đi rất là nhiều bây giờ chúng ta quay lại cái bờ sông hồi nãy đó mọi người thấy không cảnh rất là chiêu ha Lúc này là chiều rồi nè mọi người Nên thời tiết bây giờ nó dễ chịu hơn rất là nhiều Cộng với cái hơi nước từ dưới sông nó tỏa lên á Nên nó rất là mát Buổi tối ở đây chắc rất là sơm tụ đông vui ha Nhưng mà tôi không có ở đây vào buổi tối Bởi vì buổi tối thì tôi đi về Kuala Lumpur rồi Còn đây là nhà thờ thánh Francis Xavier Được xây vào năm 1849 Được đặt tên theo một trong những cái vị giám mục đầu tiên đến Malaysia để truyền giáo Ngoài những cái địa điểm thu hút du lịch đó đó thì đi lang thang rong ruổi qua những con đường cũng là một cái thú vị. Ở đây mấy con đường nó tương đối là hẹp mà xe máy với lại xe hơi người ta chạy qua lại rất là nhiều. Do đó khi đi thì rất cẩn thận nha. Vừa cầm máy điện thoại vừa quay quay vừa chụp chụp người ta ủn vô một cái là không biết sao luôn á. Nhưng ở đâu thì quen đó. Lái xe trong điều kiện vậy riết chắc cũng quen. Bữa nay rất là đông nha bởi vì hôm nay là ngày lễ của Malaysia nên mọi người được nghỉ á nên người ta đi du lịch rất là nhiều trong đó có rất là nhiều người địa phương trời ơi, có đi thì nhớ đặt vé trước từ malacca đến kuala lumpur hoặc là từ malacca về singapore nha mọi người bữa tôi đi đông quá trời đông luôn đi ra không có vé mấy cái vé bán tự động đó, nó không còn một cái vé lại trực tiếp với chỗ bán vé cũng không còn luôn á giật giải dữ lắm ngồi mấy tiếng đồng hồ mới có được cái vé đi về đó mà về không có đúng kuala lumpur chỉ về một cái trạm xe ngoại ô thôi đó rồi sau đó mới bắt ráp đi về gọi điện cho khách sạn ở Kuala Lumpur nói là check in trễ cái nó cười hì 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 nó nói trễ thì đúng rồi làm gì còn chỗ đầu đạt có duyên hết sức vậy nhưng mà thôi kệ dù sao cũng là một trải nghiệm tuyệt vời có trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mình sẽ tự tìm ra giải pháp đi một hồi thì cũng vòng ra dòng sông thơ mộng bao lấy thành phố xinh đẹp Malacca thôi tới đây thì mình ngừng gạt grab ra rạm xe rồi ngồi giật giả ở đó okay let's go okay let's go Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go.